Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Đấng thương xót, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên 138. Con sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, ca ngợi Chúa trước mặt các thần. Con sẽ hướng về đền thánh của Chúa mà thờ lạy. Cảm tạ danh Chúa vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa và danh Chúa được tôn cao hơn tất cả. Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời, dục lòng con can đảm và mạnh mẽ. Lạy Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ ca ngợi Ngài, vì họ đã nghe những lời từ miệng Ngài. Phải, họ sẽ ca tụng về đường lối Đức Giê-hô-va, vì vinh quang vĩ đại của Đức Giê-hô-va. Mặc dù Đức Giê-hô-va là cao cả, Ngài cũng đối thương đến những người thấp hèn. Nhưng từ xa, Ngài đã nhận biết kẻ kiêu ngạo rồi. Dù con đi giữa gian trung, Chúa cũng gìn giữ mạng sống con. Ngài giơ tay ra chống trả cơn giận của kẻ thù con, và tay phải Ngài giải cứu con. Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con. Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 138 câu 7: Ngài giơ tay ra chống trả cơn giận của kẻ thù con. Có người ném một hòn đá lớn qua cửa sổ phòng ngủ của một đứa trẻ Do Thái vào đêm đông lạnh giá. Một ngôi sao David được trưng bày bên cửa sổ cùng với cây đèn bảy nhánh kỷ niệm lễ Hanukkah, lễ hội ánh sáng của người Do Thái. Trong thị trấn Pierling thuộc tiểu bang Montana của đứa trẻ, hàng ngàn người, có nhiều người tin Chúa Giê-xu đã đáp trả hành động thù hận bằng tình thương. Vì muốn đồng cảm với nỗi đau và sự sợ hãi của những người láng giềng Do Thái, họ đã dán hình cây đàn bảy nhánh trên cửa sổ nhà mình. Là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta cũng nhận được sự thương xót. Đấng cứu chuộc đã hạ mình xuống để sống giữa chúng ta, cảm thông với chúng ta. Vì chúng ta mà Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, để cảm nhận điều chúng ta cảm nhận và khóc khi chúng ta khóc. Ngài chết trên cây thập tự, hy sinh mạng sống mình để cứu chúng ta. Đấng cứu chuộc quan tâm đến tất cả tranh chiến của chúng ta. Nếu có ai ném đá vào cuộc sống của chúng ta, Ngài an ủi chúng ta. Nếu cuộc sống mang đến những thất vọng, thì Ngài đi cùng chúng ta qua những thất vọng. Mặc dù Đức Giê-hô-va là cao cả, Ngài cũng đoái thương những người thấp hèn. Nhưng từ xa, Ngài đã nhận biết kẻ kiêu ngạo rồi. Trong khó khăn, Ngài bảo vệ chúng ta, giơ tay ra chống trả cơn giận của kẻ thù chúng ta và nỗi sợ sâu xa nhất của chúng ta. Cảm tạ Chúa vì tình yêu nhân từ của Ngài. Bạn cần lòng thương xót của Chúa trong những lĩnh vực nào của đời sống? Bạn có thể bày tỏ sự quan tâm và tình yêu của Ngài cho người khác bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã thấu hiểu những tranh chiến của con và an ủi con bằng sự quan tâm đầy yêu thương. Xin nhắc con chia sẻ tình yêu của Ngài cho người khác. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.